điều trị implant toàn hàm một cách an toàn nhất, đơn giản nhất và giảm đau nhất. Trong video trước thì bác sĩ Trung đã hướng dẫn cho mọi người về cái cách khắc phục về khi mất răng toàn hàm, thì chúng ta có hai giải pháp, đó là làm tháo lắp và thứ hai là làm implant toàn hàm, và những cái ưu nhược điểm của từng phương pháp. Và trong video này bác sĩ Trung muốn chia sẻ cho chúng ta một cái nội dung nữa, đó là gì? Công nghệ giúp cho chúng ta làm sao giải quyết các cái vấn đề implant toàn hàm nó như thế nào, mà hai công nghệ nó giúp cho chúng ta, đó là đầu tiên là cái phim cắt lớp mà chúng ta làm. Cái việc đầu tiên của chúng ta đến phòng khám là bác sĩ sẽ thăm khám về toàn thân của bệnh nhân có đảm bảo hay không. Ví dụ như bệnh nhân có đường huyết ổn định hay không, có bệnh về máu hay không, có các hệ thống đang điều trị các thuốc loãng xương hay không, hay là cao huyết áp có vấn đề gì hay không. Nghĩa là những cái bệnh toàn thân như thế thì sẽ được bác sĩ thăm khám và chỉ định xét nghiệm trước. Khi mọi yếu tố được thuận lợi rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chụp các cái hệ thống phim cắt lớp này. Phim cắt lớp này nó sẽ giúp cho chúng ta làm sao có thể lên giả định các implant. Đây là cái phim mà bác sĩ Trung đã cấy rồi. Còn đây thì là chúng ta có thể đặt giả định implant. Ví dụ chúng ta có thể đặt một cây implant vào một cái vị trí này. Đấy, chúng ta đặt implant vào vị trí thứ hai. Chúng ta có thể đặt một cây implant vào vị trí thứ ba. Nghĩa là gì? Chúng ta phải để ý là gì? Cái phim này được gọi là phim cắt lớp 3D. Nghĩa là gì? Nó có thể nhìn xương được theo 3 chiều không gian. Chúng ta có thể thấy chiều rộng của cái xương này để chúng ta chọn cái đường kính. Chúng ta có thể thiết cái chiều cao của cái xương này để chúng ta chọn chiều dài của chúng ta. Đấy. Và cái hướng trước sau của chúng ta, các cái hệ thống dây thần kinh để lé chúng ta dây thần kinh ra. Vậy là gì? Cái tác dụng của phim 3D vô cùng quan trọng để chúng ta được nhìn được cả mật độ xương của bệnh nhân. Nghĩa là nó có nhiều cái ý nghĩa trong cái vấn đề chúng ta lập kế hoạch điều trị. Vì vậy khi mà cái bước đầu tiên mà chúng ta chụp chiếu, đó là chụp cái phim cắt lớp này, là vô cùng quan trọng. Vì vậy cái công nghệ mà để giúp cho chúng ta là gì? Đạt được implant chính xác, đó chính là cái phim cắt lớp 3D này, để khảo sát từng cái lát cắt xương. Nghĩa là các cái lát cắt xương chúng ta sẽ khảo sát là gì? Xem rằng là gì? Nó có đủ chiều rộng hay không? Có đủ chiều dày hay không? Nghĩa là mọi yếu tố chúng ta ở đây. Thì chúng ta quan sát ở đây là bệnh nhân đã được đặt những cái cây implant của chúng ta vào trong các vị trí rất là chính xác mà theo cái giả định của chúng ta rồi. Cái bước thứ hai mà chúng ta, cái công nghệ thứ hai mà giúp cho cái vấn đề implant, phục hình toàn hàm trên implant của chúng ta được chính xác, đó chính là hệ thống in 3D của chúng ta. Cái hệ thống in 3D này có tác dụng là gì? Khi chúng ta đã chụp phim cắt lớp vừa nãy của chúng ta ở trên này đấy, thì sẽ chuyển cái file đó để chúng ta có thể in được cái mẫu hàm giống như mô hình thật này của chúng ta. Nghĩa là gì? Cái xương của bệnh nhân như thế nào chúng ta sẽ nằm ở đây. Và dựa trên cái phim côn bin mà chúng ta đã lên kế hoạch, chúng ta xem là ở cái implant nó được đặt vào vị trí chân răng số mấy, khoảng cách bao nhiêu, thì chúng ta bắt đầu là chúng ta thiết kế ở ngay trên cái mô hình 3D này. Khi chúng ta thiết kế mô hình 3D này, chúng ta có thể in nhiều cái mô hình 3D. Ví dụ khi mình cắt cái xương này của bệnh nhân đi, cắt cái hàm răng của bệnh nhân đi, thì lúc này là gì? Bác sĩ Trung sẽ đặt được các cái implant như mong muốn, mà mô hình mà chúng ta đã giả định khi mà chúng ta làm gì? Đã thiết kế trên cái phim cắt lớp, thì chúng ta dựa trên cái này chúng ta sẽ làm sao? Đặt được các cái mô hình giả định này. Và chúng ta sẽ nhìn cái mô hình này, chúng ta sẽ cấy lên trên miệng trực tiếp của bệnh nhân. Thì đây là hai công nghệ mà nó sẽ giúp cho cái quá trình implant được đặt một cách chính xác nhất từng mm một, và sẽ làm hạn chế rủi ro tối đa tất cả những cái thất bại trong cái quá trình điều trị của chúng ta, nếu như chúng ta áp dụng được các cái công nghệ vào trong cái cấy ghép implant toàn hàm. Nên là việc cấy ghép implant toàn hàm, lập kế hoạch điều trị là vô cùng quan trọng. Vì vậy là gì? Khi bệnh nhân mà đã quyết định làm implant toàn hàm thì chúng ta phải lên kế hoạch rất là kỹ lưỡng với bác sĩ của mình. Nên là chúng ta phải chọn bác sĩ ở chúng ta có chuyên môn cao là một. Thứ hai là gì? Có đầy đủ các trang thiết bị để chúng ta có thể giúp cho chúng ta làm sao? Từ chụp chiếu đến cái vấn đề là gì? Mẫu hàm in 3D, và chúng ta có thể in những cái mẫu hàm luôn để chúng ta làm sao có thể làm những răng tạm. Thì đấy chính là cái mà chúng ta phải lên kế hoạch chi tiết nhất để giúp cho quá trình đặt implant một cách chính xác. Vì vậy là gì? Công nghệ giờ đây nó đã làm thay đổi tất cả cuộc chơi, và công nghệ nó giúp cho quá trình điều trị của bác sĩ đạt được hiệu quả cao rất là nhiều. Và hy vọng với những ứng dụng công nghệ hiện đại như vậy thì đã giúp cho bệnh nhân có thể lựa chọn được một cách là gì? Điều trị implant toàn hàm một cách an toàn nhất, đơn giản nhất và giảm đau nhất. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video chia sẻ tiếp theo. Bác sĩ Trung xin chào và hẹn gặp lại.